đang quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chia sẻ khó khăn chung tay góp sức phòng chống dịch, Bộ Công Thương tổ chức đợt quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Bộ trưởng đề nghị tất cả lãnh đạo các cục, vụ, viện, các tập đoàn, doanh nghiệp trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động trong Bộ Công Thương tích cực hưởng ứng, đóng góp chung tay chia sẻ khó khăn với bà con vùng dịch. Bộ trưởng cho rằng dịch COVID-19 đã và đang đe dọa sức khỏe, sự an toàn của mọi người, xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là đối với những người dân nghèo. Do vậy, cần đề cao chiến lược 5K cộng vaccine, thần tốc xét nghiệm, mở rộng đối tượng được tiêm vaccine, không chỉ dừng lại ở những đối tượng được ưu tiên mà phải mở rộng tiêm vaccine cho toàn dân, đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu dân cư. Ngay sau lời phát biểu kêu gọi, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng các thứ trưởng của Bộ Công Thương và lãnh đạo các cục vụ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã lên quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19. Sau chương trình quyên góp, Bộ Công Thương đã chuyển 500 triệu đồng đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Là bộ đa ngành phụ trách đa lĩnh vực, ngay từ những ngày đầu khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ Công Thương đã có nhiều đóng góp tích cực chung tay phòng chống dịch. Hàng trăm tỷ đồng đã được các tập đoàn doanh nghiệp trong ngành đóng góp, chia sẻ với Trung ương và các địa phương. Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn cho ngành than khoáng sản. Nhằm đánh giá tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và góp ý định hướng hoạt động thời gian tới của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với TKV. Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc TKV cho biết, trong 4 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn vì dịch COVID-19, nhưng TKV đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tập đoàn cũng đang gặp một số khó khăn như tiêu thụ than cho điện, việc phê duyệt đầu tư một số dự án chậm, quy định không còn quỹ thăm dò khoáng sản, quỹ môi trường. Vì vậy, TKV đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo để tập đoàn triển khai một số dự án. Tại cuộc họp, lãnh đạo các cục vụ và lãnh đạo Bộ Công Thương đã đưa nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ khó khăn cũng như định hướng cho sự phát triển của TKV trong giai đoạn sắp tới, phù hợp với tình hình mới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những nỗ lực của TKV trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của nền kinh tế, TKV cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tái cấu trúc tập đoàn từ bộ máy, công tác quản trị đến những kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh hàng năm, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm, đặc biệt phải nhìn nhận trên quan điểm lợi ích toàn cục chứ không phải lợi ích cục bộ. Đối với những kiến nghị đề xuất của TKV, Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động bám sát công việc, phối hợp chặt chẽ với TKV để kịp thời xử lý giải quyết theo thẩm quyền. Bộ cũng sẽ chủ động họp với các bộ ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn cho TKV, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp cao hơn đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền. Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong việc ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, COP26, diễn ra ngày 28 tháng 5 vừa qua. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ mong muốn nhận được hỗ trợ có hiệu quả về hợp tác chuyển giao công nghệ phát triển năng lượng mới, sạch, năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng, các nguồn tài chính để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp Việt Nam từng bước thực hiện lộ trình giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch, giảm phát thải khí nhà kính. Tại cuộc họp, ông Alok Sharma đánh giá cao và ủng hộ những nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Chủ tịch COP26 cho rằng vấn đề lưới điện là khó khăn lớn nhất đối với quá trình chuyển dịch dần khỏi than sang năng lượng tái tạo của Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, Vương quốc Anh và các đối tác phát triển khác sẵn sàng cung cấp những chuyên gia phù hợp giúp Việt Nam. Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng muốn cho vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ Việt Nam nâng cấp lưới điện. Đánh giá cao những chia sẻ của Chủ tịch COP26, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn định hướng phát triển ngành năng lượng một cách bền vững, vừa đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, vừa đáp ứng các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và hướng tới tăng trưởng xanh. Thúc đẩy xây dựng và giữ thương hiệu trong bối cảnh mới. Thời gian qua, các doanh nghiệp ở mỗi ngành hàng, từ nông sản, thủy sản cho tới dệt may da giày, đều có những cách làm riêng để thương hiệu được gìn giữ
và phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Có thể kể tới như câu chuyện xây dựng thương hiệu lúa gạo của tập đoàn Lộc Trời trong bối cảnh thị trường lúa gạo thế giới đang có sự cạnh tranh quyết liệt, người mua có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã làm tốt từ khâu sản xuất cho tới xuất khẩu lúa gạo bằng những cách làm mới. Hiểu là nó cực kỳ quan trọng. Thì ra mình luôn luôn mình phải giữ và dung đắp cho nó càng ngày nó càng có cái giá trị cao hơn. Chính vì vậy mà người Lộc Trời nghĩ rằng mình đã đi đúng hướng, đã làm đúng cách. Thì Lộc Trời luôn luôn là giữ cái đó bằng kỷ lực, bằng kỷ cương, bằng những quy định. Và như tôi nói đó, cái hệ thống EB nó sẽ chuẩn mực quốc tế đó, nó sẽ giúp mình kiểm soát và quản lý cái đó. Việc xây dựng uy tín thương hiệu trên thị trường quốc tế ngày càng trở nên cấp thiết, bởi nó sẽ giúp doanh nghiệp khẳng định được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh đại dịch hết sức khó khăn như hiện nay. Theo đó, nhiều doanh nghiệp buộc phải tăng cường tổ chức lại sản xuất theo hướng xanh, bền vững, đồng thời định hướng chiến lược để phát huy sức mạnh của giá trị thương hiệu một cách bài bản, dài hạn. Trong cái thời điểm này rất là khó khăn về Covid, nhưng với lại chúng tôi là doanh nghiệp là chúng tôi đầu tư bài bản và chúng tôi đã làm rất là chắc cái nền móng của mình. Năm ra đây là cũng là một cái cơ hội để chúng tôi khẳng định được là chúng tôi kinh doanh hiện nay rất là tốt, cũng không ảnh hưởng nhiều về cái dịch bệnh. Và chúng tôi cũng không có chủ quan trong việc đó, chúng tôi xây dựng một cái rất là nhiều phương án để mà chúng tôi có thể thích nghi được ngay nếu mà xảy ra một cái biến động nào đó. Và cái thương hiệu quốc gia cũng là cái mà chúng tôi đang hướng tới là để chúng tôi rút ngắn cái việc đàm phán lại so lại các nước, các đối tác trên thế giới. Hiện tại, Việt Nam đang tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do FTA, trong đó có những FTA thế hệ mới với các quốc gia phát triển như Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Nhật Bản. Những FTA này mở ra nhiều cơ hội lớn cho sản phẩm Việt tiếp cận thị trường thế giới. Và để tận dụng được nó thì sản phẩm phải đạt chất lượng và có thương hiệu. Do vậy, ngay trong năm 2021 này, Bộ Công Thương sẽ có những chương trình tập huấn kỹ năng xây dựng thương hiệu tại nội địa và quốc tế cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng thương hiệu tập thể cho những sản phẩm như nông sản, thủy sản. Shipper Hà Nội tất bật chạy đơn hàng trong mùa dịch. Từ 12 giờ ngày 25 tháng 5, Hà Nội tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ và chỉ cho phép bán hàng mang về. Vì thế, nhu cầu đặt đồ ăn online tăng vọt, các shipper hoạt động hết công suất. Vào thời gian cao điểm, từ 11 giờ trưa đến khoảng 1 giờ chiều, tại một quán ăn trên phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, các shipper hoạt động đông hơn thường lệ, tập trung trước các cửa hàng bán đồ ăn online để nhận đơn. Grab Food thì tầm khoảng từ 11 rưỡi cho đến 1 giờ là nhiều đơn. Tùy thuộc vào thời gian chờ nhà hàng, trong thời gian này thì bọn mình phải chờ lâu, có đơn phải chờ cả nửa tiếng, là nửa tiếng, nói chung khoảng 6-7 đơn là được. Những ngày gần đây, lượng khách đặt đồ ăn qua ứng dụng tăng lên nhiều, phải tiếp xúc với nhiều người nên shipper vẫn luôn đeo khẩu trang khi đi làm và sắm thêm chai nước sát khuẩn để dùng cho yên tâm. Anh thì cũng chuẩn bị khẩu trang, găng tay, nói chung là cái gì mà cảm thấy là tránh tốt nhất thì anh chuẩn bị đầy đủ. Hầu như các quán là đều có sát khuẩn. Khẩu trang thì mang theo nước rửa tay ở trên xe. Ví dụ khách mà muốn giao hàng gián tiếp thì mình cũng giao hàng gián tiếp cho khách. Grab thì cũng có đợt họ hỗ trợ anh em về khẩu trang, nước rửa tay. Mặc dù nhu cầu đặt và giao hàng ăn tăng cao trong mùa dịch, nhưng các cửa hàng cũng cần đảm bảo quy định về giữ khoảng cách an toàn các shipper theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Thời gian này, nhu cầu giao hàng trong mùa dịch bệnh tăng cao, nhưng hiện các ứng dụng vận chuyển và doanh nghiệp giao nhận hàng hóa chưa tăng giá dịch vụ. Tuy nhiên, trước nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng đột biến như hiện nay, rất nhiều khả năng các hãng vận chuyển sẽ tăng giá dịch vụ trong thời gian tới. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất xăng dầu theo quy trình khép kín hoàn toàn từ khâu nhập dầu thô, chế biến, phối trộn đến kiểm tra chất lượng sản phẩm, vận chuyển, lưu trữ và xuất bán sản phẩm. Chất lượng sản phẩm của BSA được kiểm tra nghiêm ngặt bởi đội ngũ kỹ sư có tay nghề cao với trang thiết bị thí nghiệm chính xác, hiện đại hàng đầu ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cấp chứng thư đảm bảo chất lượng cho từng lô sản phẩm xuất bán ra thị trường. Ở khâu phân phối, đơn vị kinh doanh xăng dầu của công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn là BV Oil luôn thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước nhằm đảm bảo sản phẩm phân phối ra thị trường đáp ứng yêu cầu chất lượng. Sản phẩm xăng dầu Dung Quất đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. Xăng dầu Dung Quất, chất lượng vàng. Và cùng ngồi xuống uống cà ly, anh em ta làm một ly rượu đời. Đời nhọc nhằn mấy cũng có anh em, cùng nhau ta chia sẻ nỗi niềm, vì ta cũng có